Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái tính cấp thiết của đề tài. Ngày nay, cùng với cái sự phát triển của khoa kỹ thuật, công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, xu hướng cạnh tranh của các nền kinh tế trên thế giới cũng như trong khu vực diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nền kinh tế nước ta đã và đang có những bước chuyển mình để thích ứng với môi trường sản xuất kinh doanh vốn tiềm ẩn nhiều cơ hội và thách thức để tồn tại và phát triển. Vấn đề đặt ra là phải có tính cấp thiết bắt buộc các cái doanh nghiệp ở nước ta nói chung và toàn thế giới nói riêng phải quan tâm đến chất lượng cũng như những cái yếu tố nhu cầu để tăng doanh thu lợi nhuận. Là một doanh nghiệp tổ chức muốn đạt được thành công thì phải hiểu rõ nhu cầu của thị hiếu khách khách, nắm bắt thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp, để từ đó đáp ứng được cả về chất lượng, chủng loại cũng như mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của các khách hàng trên thị trường. Mặt khác, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có các cái chiến lược marketing hợp lý để thỏa mãn các nhu cầu ngày càng cao cũng như tiết kiệm chi phí cho khách hàng, thì lúc đó doanh nghiệp sẽ giành được chỗ đứng tốt nhất trong tâm trí của khách hàng. Marketing sẽ phù hợp không những giúp doanh nghiệp nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng, ngoài ra còn tạo cho doanh nghiệp một lợi thế lớn trong công cuộc cạnh tranh ngày nay. Vì vậy mà đã đi vào cái đề tài nghiên cứu tại marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn, Sài Gòn Plastic, và nhận thức được cái tầm quan trọng của vấn đề hoạt động của công ty nên quyết định lựa chọn đề tài và phân tích thực trạng hoạt động của công ty marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp, là để đi sâu vào phân tích là hoạt động của doanh nghiệp trong những năm vừa qua và qua đó xác định những thành tựu tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác hoạt động marketing hiệu quả hơn của công ty. Bài báo này là tổng hợp những hiểu biết chung về từng hoạt động marketing cũng như những công việc mà được giao để hoàn thành tại công ty. Và qua cái lần nghiên cứu này thì trau dồi thêm những kiến thức hiểu biết hơn về môi trường bên ngoài, nâng cao được cái năng lực thực hành của mình sau khi ra trường, đồng thời cũng có những kiến thức về chuyên ngành và biết tận dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện và kỹ năng làm việc trong thực tế. Mình mời các bạn hãy cùng đón xem với mình. Về mục đích nghiên cứu đề tài, thứ nhất là nhằm hiểu rõ những lý luận cơ bản về marketing trong các doanh nghiệp, các tổ chức. Tiếp theo là vận dụng những kiến thức đã được học về phương thức hoạt động marketing và môi trường làm việc tại công ty. Nhựa Sài Gòn Plastic đã rút ra được những hạn chế còn tồn tại trong cái quá trình hoạt động marketing của công ty. Về phạm vi nghiên cứu đề tài, về phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn. Tiếp theo là về phương pháp nghiên cứu của đề tài, và đề tài được thực hiện dựa trên những phương pháp như là phương pháp so sánh số liệu,
phân tích thống kê, phương pháp thu thập thông tin, lấy từ thực tế công ty cổ phần nhựa Sài Gòn nhằm đánh giá tình hình marketing của công ty. Tiếp đến là phần kết cấu của đề tài thì gồm 3 cái chương chính. Chương thứ nhất là cơ sở lý luận, chương thứ hai thực trạng hoạt động marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn, chương thứ ba là giải pháp hoàn thiện nâng cao hoạt động marketing tại công ty cổ phần nhựa Sài Gòn. Chúng ta hãy đi vào chương 1, cơ sở lý luận. Đi phần thứ nhất chính là khái niệm cơ bản. Marketing là danh động từ của market, là thị trường, cùng với nghĩa là làm thị trường. Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh, marketing tập hợp các hoạt động doanh nghiệp nhằm thỏa mãn cái nhu cầu của thị trường. Mục tiêu là thông qua quá trình trao đổi giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Marketing là quá trình ảnh hưởng đến các cái trao đổi tự nguyện giữa doanh nghiệp với khách hàng là các đối tác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. Để không chỉ thể loại đó, market là một thuật ngữ, do đó marketing không có tên gọi tương đồng trong tiếng Việt. Một số sách giáo trình marketing Việt Nam cho rằng marketing là tiếp thị, tuy nhiên đó không phải là cái tên gọi tương đồng chính xác, vì tiếp thị không bao hàm hết được ý nghĩa của marketing và có rất nhiều khái niệm định nghĩa về market. Tuy nhiên, định nghĩa của Philip Kotler theo Principle of Marketing là cái định nghĩa mà nhiều nhà phê bình cho rằng chính xác nhất, thì marketing là một quá trình tạo dựng các cái giá trị khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những cái giá trị đã được tạo ra. Ngoài ra thì có rất là nhiều những khái niệm định nghĩa về marketing như sau. Thì marketing là cái quá trình lên kế hoạch và đào tạo, xây dựng cái mô hình sản phẩm, concept, hệ thống phân phối, giá cả và các chiến dịch promotion nhằm tạo ra những cái sản phẩm hoặc dịch vụ. Exchange market offering có khả năng thỏa mãn nhu cầu các cá nhân hoặc tổ chức nhất định. Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, đối với người mua thì marketing có nghĩa là mua sắm sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng. Đối với người sản xuất, marketing có nghĩa là việc bán ra những sản phẩm của họ. Và đối với những người làm công tác trong quá trình tiêu gian hoặc còn trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, marketing có nghĩa là việc bảo quản sản phẩm, biến đổi sản phẩm thành một hình thức được người tiêu dùng chấp nhận, vận chuyển đến điểm bán lẻ và khuyến mãi. Các chương sản phẩm và tất cả các hoạt động là một phần của marketing.
rất là dậy. Và cái tóm lại thì khi nhắc đến khái niệm định nghĩa marketing thì chúng ta phải đều hiểu rằng đây là một thuật ngữ chỉ các hoạt động trong các cái tổ chức, cả tổ chức kinh doanh và tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm việc tạo dựng cái giá trị khách hàng, xây dựng mối quan hệ khách hàng, xây dựng mùi sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối và chiến dịch promotion nhằm cái mục đích tạo ra sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của một hoặc nhiều nhóm khách hàng nhất định và thu về cái giá trị lợi ích từ những cái giá trị đã được tạo ra. Về cái vai trò của marketing, thứ nhất là đối với nền kinh tế thì làm giảm cái cách biệt giữa cái khoảng khác biệt khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, cách biệt về không gian, cách biệt về thời gian, về giá trị, khác biệt nhau về quyền sở hữu, cách biệt nhau về chủng loại, số lượng, cách biệt nhau về thông tin. Để vai trò đối với doanh nghiệp marketing giúp doanh nghiệp đánh giá cái tiềm năng, định hướng hoạt động cho từng sản phẩm, dịch vụ, cung cấp cơ sở thông tin để hoạch định cái chiến lược cho toàn bộ doanh nghiệp. Về vai trò đối với xã hội, marketing cung cấp một cái mức sống đối xã hội, và khi chúng ta xem xét cái toàn bộ hoạt động của marketing của các doanh nghiệp, đặc biệt là khối các hoạt động vận tải và phân phối, ta thấy rằng cái hiệu quả của hệ thống đưa hàng hóa từ sản xuất đến người tiêu dùng có ảnh hưởng đến vấn đề phúc lợi xã hội. Và muốn thành công trong kinh doanh thì các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh cần biết cặn kẽ về thị trường, những nhu cầu và mong muốn của khách hàng, về nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh. Thì marketing là một cái bộ phận khoa học nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận chuyển hàng hóa, dịch vụ từ nơi sản xuất tới người tiêu dùng, nhằm tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ, duy trì và phát triển thị trường marketing, còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội.
Tiếp theo là cái phần cái tầm quan trọng của marketing. Thì ngày nay cái hoạt động của marketing rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty, và marketing giúp đánh giá cái tiềm năng định hướng cho từng sản phẩm, cung cấp cơ sở thông tin để định chiến lược cho toàn bộ công ty marketing, kích thích cái việc mua hàng của người tiêu dùng, có tác dụng lớn trong việc đưa ra một cái sản phẩm mới ra thị trường và giúp sản phẩm của công ty trở nên nổi hơn. Bên cạnh đó, hoạt động marketing ra dựng thêm những cái rào cản với dạng giấy phép sản xuất, sự cần thiết có những cái chi phí cho việc kích thích, sự cần thiết phải thiết lập các quan hệ hợp tác với những nhà cung ứng hay những cái đại lý nổi tiếng. Thì bên cạnh đó, doanh nghiệp phải hoạt động trong cái môi trường cạnh tranh quyết liệt và có những cái thay đổi nhanh chóng về khoa học công nghệ cũng như đạo luật mới, những cái chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng phản giảm sút, để các công ty đang phải chạy đua với nhau trên một tuyến đường, những cái điểm đó và luật lệ luôn thay đổi và không có cái tuyến đích, không có chiến thắng vĩnh cửu, họ cũng phải không ngừng chạy đua và hy vọng là mình đang chạy theo đúng hướng mà công chúng mong muốn. Do đó, marketing là phần không thể thiếu đóng góp phần mang đến thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Ăn nói cách khác, marketing là hoạt động bôi trơn của doanh nghiệp. Tiếp theo là về chính sách marketing. Marketing hỗn hợp là sự phối hợp và sắp xếp hay bố trí và điều hành các thành phần của marketing ra cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp, nhằm củng cố những vị trí mục tiêu nhằm đạt được những kế hoạch đã hoạch định của doanh nghiệp. Trên thương trường chỉ trong marketing mix thì có hàng chục cái công cụ khác nhau. MC Coaching đã đưa ra cách phân loại bốn yếu tố gọi tắt là 4P, về bao gồm nhất là giá, price, sản phẩm, podium, nơi phân phối, place, xúc tiến thương mại, promotion. Tiếp theo là về cái chính sách về sản phẩm, podium, về định nghĩa trong cái sản phẩm, định nghĩa về sản phẩm marketing. Sản phẩm là tất cả những gì chúng ta có thể đưa ra thị trường để tạo ra sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu thụ nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn. Sản phẩm có thể là những cái vật hữu hình, những dịch vụ mang tính vô hình, những địa điểm cho thuê, địa điểm thuê mặt bằng, sản xuất kinh doanh, phát minh, sáng chế. Và khi tạo ra sản phẩm, các doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ về ba cái mức độ. Nó nằm thỏa mãn cái mong đợi của người tiêu dùng. Tiếp theo là về vai trò và vị trí chiến lược của sản phẩm. Là chiến lược sản phẩm có cái vị trí cực kỳ quan trọng và nền tảng xương sống của 4P, giúp doanh nghiệp xác định phương hướng đầu tư, thiết kế sản phẩm phù hợp thị hiếu, hạn chế rủi ro, thất bại, chỉ đạo thực hiện bởi các P còn lại trong marketing hỗn hợp. Ở đây là cái biên sơ đồ thể hiện ba cái mức độ sản phẩm. Đầu tiên là những lợi ích. Vòng đầu tiên thì nó có nghĩa là những sản phẩm theo ý tưởng. Tiếp theo là vòng thứ hai, bao gồm những nhãn hiệu, chất lượng bên ngoài, đặc tính và bao gói. Thì đây là cái biểu hiện của sản phẩm hiện thực. Vòng thứ ba là lắp đặt, tín dụng, bảo hành, sửa chữa và dịch vụ là sản phẩm bổ sung. Về chu kỳ đời sống của sản phẩm, chu kỳ đời sống vòng đời sản phẩm trải qua bốn giai đoạn chủ yếu. Giai đoạn 1 chính là cái giai đoạn ra đời, bắt đầu xuất hiện sản phẩm mới trên thị trường và mức cái tiêu thụ sản phẩm còn thấp. Trong khi đó, chi phí sản xuất kinh doanh lớn, do vậy lợi nhuận và giá trị âm. Giai đoạn 2 là phát triển sản phẩm dịch vụ có mức tiêu thụ tăng nhanh, sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi. Giai đoạn thứ ba là trưởng thành, là sản lượng tiêu thụ đạt tối đa và lợi nhuận cũng đạt tối đa và bắt đầu giảm dần. Giai đoạn thứ tư là suy thoái, mức tiêu thụ giảm nhanh, lợi nhuận giảm. Bảng chấm 1.1 thể hiện đặc điểm và các cái chiến lược marketing. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giới thiệu, có cái điểm là doanh thu tăng chậm, khách hàng chưa biết nhiều về sản phẩm, lợi nhuận
là số âm. Sản phẩm mới, tỷ lệ thất bại khá lớn và cần có chi phí để hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu thị trường. Thì cái giai đoạn này thì cần những cái chiến lược và nỗ lực. Thứ nhất là chuẩn bị vốn cho giai đoạn sau. Thứ hai là củng cố chất lượng của sản phẩm. Thứ ba có thể dùng cái chiến lược giá thâm nhập hay giá lướt qua thị trường. Thứ tư là hệ thống phân phối vừa đủ để phân phối và giới thiệu sản phẩm. Thứ năm quảng cáo mang tính thông tin, có trọng điểm người tiêu dùng, thương lái trung gian. Ở giai đoạn phát triển, cái đặc điểm là có doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận tăng khá, chi phí và giá thành lợi nhuận để tấn công vào thị trường mới nhằm tăng thị phần, cần chi phí nghiên cứu cải tiến và cần tranh thủ kéo dài. Về các chiến lược và nỗ lực thì trong đoạn này là ta cần phải nhanh nhanh chóng thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường, duy trì công dụng chất lượng sản phẩm, giữ mức giá hay giảm nhẹ giá, mở rộng kênh phân phối mới, chú ý đến các biện pháp kích thích tiêu thụ sản phẩm, quảng bá chiều sâu tại sản phẩm, thưởng hỗ trợ triển lãm. Về cái dạng trưởng thành thì nó có đặc điểm là doanh thu tăng chậm, lợi nhuận giảm dần, hàng hóa bị ứ đọng ở một số kênh phân phối và cạnh tranh của đối thủ trở nên gay gắt và cần tranh thủ kéo dài. Về những giải pháp cần phải định hình quy mô kinh doanh, cải tiến chế độ sản phẩm, chủng loại bao bì, tăng uy tín chất lượng sản phẩm, cố gắng giảm giá để có thể giảm giá và không bị lỗ, và củng cố hệ thống phân phối, chuyển vùng tìm thị trường mới, tăng cường quảng cáo nhắc nhở và các biện pháp khuyến khích khuyến mãi để giữ chân khách hàng. Ở trong loại xoay suy thoái thì doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm mạnh, và nếu không có những biện pháp tích cực dẫn đến phá sản, hàng hóa bị tẩy chay không bán được và đối thủ rút khỏi thị trường. Chỉ ở trong cái đoạn này là chuẩn thì chúng ta phải chuẩn bị tung sản phẩm mới lên thế, theo dõi và kiểm tra thường xuyên đối với hệ thống phân phối, nhưng sản xuất kịp thời, đổi mới, gối đầu lên nhau. Có thể khắc phục bằng những cái cải tiến sản phẩm mô phỏng, hạ giá, tìm thị trường mới để thu hồi vốn. Tiếp theo là về quyết định về danh mục chủng loại sản phẩm. Về danh mục sản phẩm, tập hợp tất cả các loại sản phẩm và mặt hàng của một người bán cụ thể đưa ra để bán cho những người mua. Danh mục sản phẩm của công ty sẽ có chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và độ mẫu thiết nhất định. Chiều rộng danh mục các sản phẩm thể hiện công ty có bao nhiêu cái sản phẩm khác nhau. Có chiều dài danh mục để có thể thể hiện có bao nhiêu cái phương án của mỗi sản phẩm. Chủng loại, mật độ của mỗi danh mục sản phẩm thể hiện cái mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào đó giữa các cái sản phẩm là khác nhau, xét theo cách sử dụng của cuối cùng, thiết bị sản xuất, kinh doanh, phân phối hay một cái phương diện nào khác. Một danh mục sản phẩm thì bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau và người quản lý cần biết cái doanh số bán và lợi nhuận của từng mặt trong sản phẩm và tình trạng mưa loại sản phẩm đó so với loại sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, và từ đó quyết định về chiều dài tối ưu của của loại sản phẩm, quyết định hiện đại hóa sản phẩm, quyết định làm nổi bật hoặc thăng lập sản phẩm. Mai là cho đi theo mà đã. Thích mấy gái cho luôn. Mai á. Đây là sửa mấy video đâu. Tiến tiền nhiều video thế cơ. Ngay tập quay lại cả đấy.
Ừ, thoải mái rồi. Mày quay nội dung mới không? Mày quay nội dung mới không? Ờ, có nội dung mới để nó không bị ấy, không bị dở. Toàn nội dung mới ở trên tay hết rồi. Tao lấy cái phần về để tao tải. Để không bị dở. Ôi. Đừng vậy. Cái chủng loại sản phẩm là một nhóm những sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với nhau, và bởi vì chúng thực hiện một cái chức năng tương tự được bán cho cùng nhóm người tiêu dùng và qua cùng kênh như nhau, tạo nên một khung giá cụ thể. Tiếp theo là quyết định về nhãn dán bao bì sản phẩm và khi hoạch định về chiến lược marketing cho từng sản phẩm của người bán phải đứng trước quyết định nhãn hiệu. Và việc gắn nhãn hiệu là chủ đề quan trọng trong chiến lược của sản phẩm. Nhãn dán là tên gọi của ngôn ngữ chữ viết, biểu tượng, hình ảnh hoặc kiểu mẫu đặc biệt. Tên nhãn hiệu của nhãn hiệu này thì chữ cái có số ví dụ là Omo, Halida, IBM, dấu hiệu Brandmark biểu hiện bằng hình tượng biểu trưng đặc biệt là một bộ phận của nhãn hiệu mà ta có thể nhận thức được nhưng không thể đọc được. Ví dụ em thu ví dụ hình con voi và của bia Halida, những chiếc vô lăng là ô tô Mercedes, dấu hiệu về cái dấu hiệu hàng hóa trademark gồm hai cái phần mặt trên và đủ nói bạn anh là quay nhưng được đăng ký độc quyền bảo vệ quyền riêng của người bán trong việc sử dụng tên nhãn hiệu hoặc biểu tượng và ngoài cái nhãn hiệu. Huy thả đấm số chị này. Ngoài nhãn hiệu hóa ra thì bất cứ một tổ chức kinh tế cái gì ở ngoài mưa bất cứ một tổ chức kinh tế một quốc gia nào muốn tham gia vào thị trường thương mại quốc tế đều phải có mã số, mã vạch, mã số hàng hóa, dòng dãy các con số được ghi ở dưới mã vạch dùng để phân định sản phẩm hàng hóa. Mỗi dãy số như vậy sẽ đặc trưng cho một loại hàng hóa của cơ sở sản xuất và của gia sản xuất loại hàng hóa đó. Mã số sẽ tạo mệnh lệnh cho quản lý trong quá trình vận chuyển, lưu kho, mua, bán, bao giờ mã số và mã vạch được in trên bao bì sản phẩm đó mới được coi. Đủ tiêu chuẩn để nhập khẩu vào một nước nào đó. Mã vạch là một dãy vạch đen trắng dùng để biểu hiện mã số dưới dạng ký hiệu mà máy quét có thể đọc được và để lưu vào bộ nhớ của hệ thống máy tính hay máy tính tiền một cách nhanh chóng và chính xác. Tiếp theo là việc quan trọng, tiếp theo là tầm quan trọng của việc dán nhãn.
Ô cái chậu xanh này rất của lá hoa, của lá sạch của ta. Quên đi thôi. Tiếp theo là đối với khách hàng, công việc để lựa chọn tìm hàng chất lượng. Điều quan trọng là việc chọn những giá đối với người bán là kiểm soát thị trường của mình, cơ cấu hàng. Để đối với nhà sản xuất là tăng cái danh tiếng, chống lại hàng giả chất kém chất lượng. Để căn cứ để lựa chọn nhãn hiệu thì nêu lên những cái đặc tính, lợi ích, công dụng, tính năng hoạt động theo thuộc tính nổi bật của sản phẩm, âm thanh đặc trưng của sản phẩm, dễ đọc, dễ nhớ, dễ phát âm, đặc biệt khác lạ, ấn tượng, khí sổ. Hợp pháp còn có cái khả năng được đăng ký và bảo vệ của pháp luật. Thế bao bì có thể đóng vai trò chủ yếu hay thứ yếu đối với từng sản phẩm. Và đối với những người làm marketing thì bao bì được xem là một cái yếu tố của chính các sản phẩm và trở thành một công cụ marketing đắc lực. Bao bì thiết kế đường, bao bì thiết kế tốt có thể tạo ra giá trị lợi nhuận cho người tiêu dùng và giá trị khuyến mãi cho người sản xuất. Tiếp theo là về cái quy định về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm. Về chất lượng sản phẩm là toàn bộ những cái tính năng đặc biệt của sản phẩm hay dịch vụ đem lại, và nó có khả năng thỏa mãn nhu cầu được nói ra hay hiểu lầm, và giữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự thỏa mãn hàng và khả năng sản lượng đối với công ty có một cái mối quan hệ mật thiết. Mức chất lượng càng cao thì mức độ thỏa mãn của khách hàng cũng càng cao, và trong khi có thể đánh giá được một giá thành cao hơn mà chi phí thường là thấp hơn. Để trong chiến lược sản phẩm thì quyết định về chất lượng sản phẩm là quyết định là then chốt của tất cả các nỗ lực marketing, là vô nghĩa khi sản phẩm đó là một sản phẩm tồi. Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định về hiệu quả của các yếu tố marketing khác. Thì do vậy đòi hỏi phải luôn cải tiến sản phẩm. Để cải tiến chất lượng sản phẩm cũng cần xuất phát từ những tiêu chí sau. Thứ nhất là chất lượng phải được khách hàng nhận thức được.
Tiếp theo, chất lượng phải được phản ánh trong mọi hoạt động của công ty, chứ không phải là chỉ trong sản xuất của công ty. Chất lượng đòi hỏi sự quan tâm chung của toàn thể nhân viên. Chất lượng đòi hỏi phải có những công tác cao. Chất lượng bao giờ cũng có thể được cải tiến. Để cải thiện chất lượng công ty đòi hỏi phải có những đột phá. Chất lượng còn đòi hỏi thì vì thêm chất lượng là khi cần thiết nhưng có thể là không đủ. Hồi chứ chịu. Tiếp theo là chạy đua chất lượng không thể cứu vãn được là sản phẩm tồi, khuyết điểm. Tiếp theo là về thương hiệu còn sản phẩm. Thương hiệu sản phẩm là nhân tố quyết định để khách hàng quyết định mua hàng, là một cái thương hiệu tốt tượng trưng cho một doanh nghiệp hạng nhất, một sản phẩm thương hạng. Là tất cả các doanh nghiệp cần lưu ý, sản phẩm là thứ sản xuất ở nhà máy, còn thương hiệu là cái mà khách hàng mua về. Sản phẩm có thể bị đối thủ cạnh tranh làm nhái, thương hiệu thì độc nhất vô nhị, sản phẩm thì nhanh chóng lỗi thời, còn một cái thương hiệu thành công sẽ tồn tại vĩnh viễn. Về dịch vụ khách hàng thì đây là một cái công cụ quan trọng để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của công ty, và dịch vụ bán hàng nếu được thực hiện tốt sẽ làm tăng lợi ích nhận được từ khách hàng, làm tăng sự hài lòng dịch vụ sau bán hàng, là một cái công cụ đắc lực trong việc tạo ra một sản phẩm vật chất. Tiếp theo là cái chính sách về giá. Thì một cái vấn đề bất kỳ trong chiến lược chính sách và kiểm soát giá cả trong kinh doanh cần làm rõ một số vấn đề như là mục tiêu đặt giá, chính sách đặt giá, phương pháp tính giá, xác định mức giá cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể trong kinh doanh không thể tùy ý định giá, phải áp dụng các cái mục tiêu các lực đặt ra của doanh nghiệp, và nó phải đảm bảo thứ nhất là phát triển doanh nghiệp, thị phần, khả năng bán hàng, doanh số, thu nhập, lợi nhuận, và để đạt được những mục tiêu định giá doanh nghiệp cần đưa ra những quyết định rõ ràng về những cái chính sách giá của mình và một số chính sách giá cơ bản, chính sách về sự linh hoạt giá. Chính sách về mức giá theo chu kỳ sống của sản phẩm. Là khi xong thì anh em uống cà phê nha. Thì quán uống cà phê uống chim. Đâu? Tiếp theo là để đạt được cái mục tiêu định giá cần đưa ra các quyết định rõ ràng về chính sách giá của mình, một số những chính sách giá cơ bản. Thứ nhất là chính sách về sự linh hoạt của giá, chính sách về cái mức độ giá theo chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách giảm giá và chiết khấu giá, chênh lệch giá. Thì trên đây là một số những nội dung cơ bản của marketing ứng dụng vào hoạt động kinh doanh, làm cho hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả như mong muốn. Tầm quan trọng của giá đối với khách hàng là cơ sở quyết định mua sản phẩm này hay sản phẩm khác. Giá cả là đòn đẩy kích thích tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp, giá cả là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, quyết định doanh số và lợi nhuận, giá tiếp thực hiện chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến chương trình marketing chung. Về tầm vĩ mô, giá cả là người chỉ đạo hệ thống kinh tế, quan hệ đến sự phân phối, các yếu tố sản xuất, lạm phát, lãi suất ngân hàng. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá, các yếu tố ảnh hưởng đến giá có thể chia thành hai nhóm: yếu tố kiểm soát được chủ quan, yếu tố không kiểm soát được khách quan. Yếu tố chủ quan gồm có chi phí liên quan đến sản phẩm sản xuất, bao bì, đóng gói, chi phí đóng hàng, phân phối, chi phí yểm trợ, xuất tiền bán hàng. Về yếu tố khách quan thì có quan hệ cung cầu trên thị trường, áp lực cạnh tranh, chính sách giá can thiệp của chính phủ. Về mục tiêu định giá, các doanh nghiệp khi định giá đều phải hướng đến việc đạt cái mục tiêu nào đó
tùy vào các cái giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm, các nguồn lực doanh nghiệp, vị thế doanh nghiệp, tính chất cạnh tranh trên thị trường để đưa ra các mục tiêu định giá phù hợp. Mục tiêu định ở đây có gồm có tăng doanh số, tăng lợi nhuận. Tăng doanh số thì phải gia tăng khối lượng bán, thâm nhập thị trường mới. Tăng lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao số hiệu và quả trên vốn đầu tư. Về giữ thế ổn định thì phải chấp nhận giá cạnh tranh, kiện cạnh tranh không dựa trên giá. Về mục tiêu khác thì có dẫn đầu chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa đối thủ tham gia thị trường. Tiếp theo là những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá. Thứ nhất là về nhu cầu về sản phẩm khách hàng, thì một số sản phẩm ưa chuộng hữu ích trong tình trạng khan hiếm, thường các doanh nghiệp có thể đẩy giá lên cao, và khi định giá theo nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thể khảo sát và mong đợi mức giá mà khách hàng vui lòng chi trả để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ tương xứng. Với chi phí họ bỏ ra thông thường là một khoản biến động giá cạnh trên và dưới, và có xác định bằng cách thực hiện cái ý kiến thăm dò trực tiếp khách hàng, theo là quan sát và so sánh giá cả của sản phẩm cạnh tranh. Tiếp theo là về kinh nghiệm thẩm định và ý kiến đánh giá của đại lý phân phối. Tiếp theo là đưa sản phẩm đi trực tiếp thử nghiệm để đánh giá. Để ước lượng doanh thu ở các mức giá khác nhau, thứ chất là tính toán hệ số co giãn cầu theo giá cả. Trường hợp cầu co giãn nhiều nên định giá thấp, cầu co giãn ít nên định giá cao. Về thị phần mục tiêu và đối với những cái sản phẩm công dụng áp dụng giá để gia nhập tăng thị phần, và đối với những cái sản phẩm đặc biệt độc quyền và thị phần hẹp sẽ chi phối giá cao, giá hớt kém, chất lọc thị trường, tốt qua thị trường. Tiếp theo là những phản ứng khác là cạnh tranh. Doanh nghiệp không chủ động cạnh tranh về giá, nhưng sớm muộn vì trên thị trường sẽ xảy ra do cái sức ép của đối thủ cạnh tranh, xu hướng giảm giá để tiêu thụ được lượng hàng nhiều hơn, cạnh tranh thị phần lợi nhuận. Tiếp theo là những yếu tố ảnh hưởng của marketing hỗn hợp. Chính sách giá doanh nghiệp phải luôn được kết hợp với sản phẩm từ nào của đấy. Tiếp theo là phân phối cung cấp sản phẩm ở kênh khác nhau, giá bán khác nhau. Về tiêu thụ dịch vụ và hình thức chiêu thị, nội bộ và hình thức chiêu thị sẽ quyết định giá bán. Tiếp nội dung tiếp theo là chính là phương pháp định giá, thì có nhiều phương pháp. Trong phạm vi phần này chỉ nêu một số phương pháp định giá cơ bản, giá dựa vào chi phí. Bọn nó là bọn nó chủ quan thôi. Cộng thêm vào chi phí cost plus pricing, trong đó G nghĩa là giá bán, Z chi phí giá thành sản phẩm, M có thể tồn tại trong phần trăm chi phí. Tiếp theo là định giá theo phí tổ và lợi nhuận mục tiêu, thì doanh nghiệp sẽ xác định giá trên cơ sở đảm bảo tỷ suất lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư ROI. Mày đừng có mà dở giọng ấy ra, không vui đâu nhá. Yeah.
thổi bánh à, kỷ niệm với nhau à? Tiếp theo là cái định giá dựa vào cạnh tranh thì gồm có định giá đối phó với cạnh tranh. Phương pháp định giá này chú ý đến giá của đối thủ cạnh tranh hiện tại và thời giá để quyết định được mức giá cao bằng hay thấp hơn đối thủ, dẫn đầu tuân theo phá giá. Tuy nhiên phương pháp này chú trọng đến số cổ và sức cầu của khách hàng. Hả? Tiếp theo là định giá thầu. Thì cái định giá thầu bằng phương pháp này, doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận dự kiến như một tiêu chuẩn để định giá trong đấu thầu để có được những hợp đồng. Tiếp theo là để xong rồi vẫn còn cơm với thêm cơm vào mà giang. Tiếp theo là phân phối đây. Mà ăn hết á? Khiếp. Lúc tao ăn mà vẫn thấy cơm nhiều mà tao tưởng mày vẫn ăn thừa ấy. Thằng kia ăn mấy bát? Thằng này 3 bát, thằng này 4 bát. Tao ăn 2 bát. Tiếp theo là vai trò của phân phối. Thì phân phối này, bạn kia này, bạn nói. Tiếp theo là kiểu dáng, màu sắc, chất lượng mà người tiêu dùng mong muốn phân phối, là cầu giúp, là cầu nối giúp nhà sản xuất cung cấp cho sản phẩm khách hàng sản phẩm đúng thời địa điểm đúng kênh đồ hàng, chất lượng tập trung sản phẩm, tổ chức điều chỉnh vận hành và vận chuyển tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro và thiệt hại. Về nội dung tiếp theo đó chính là khái quát về kênh phân phối, hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Thì kênh phân phối hàng hóa là tập hợp những tổ chức có trách nhiệm đảm bảo giúp người sản xuất các sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng hay người sử dụng và công nghiệp. Về chức năng của phân phối gồm có những cái chức năng như sau: thứ nhất là xử lý ngân hàng, công nghiệp chứng từ và hóa đơn. Tiếp theo là vận chuyển và giao hàng. Tiếp theo cung cấp tài chính và thu hồi tiền hàng, tồn kho, lưu kho. Tiếp theo là bán hàng và thu lợi bán hàng. Ngoài ra còn có phân chia và tặng các phân phối nâng cấp mặt hàng và cuối cùng là tiếp cận người mua thông tin bán hàng. Thì sau đây là toàn bộ nội dung thì trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến mọi người những cái nội dung tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.